Welcome to SVFF, tiếng Việt giọng miền Nam cho người nước ngoài. Chào mọi người, mình tên là Hưng. Chào mọi người, mình tên là Phi. Today we will learn the next common Vietnamese verbs to introduce yourself. When you want to make new friends, introducing yourself is an excellent way to start. You can give your name, the country you come from, and some other information that helps other people remember you better. Let's learn some verbs for introducing yourself in this video. Number one, là. Chào em, anh tên là Phi, anh là giáo viên. Còn em tên là gì? Em tên là Hưng, em cũng là giáo viên. Number two, đến từ. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, còn anh quê ở đâu? Anh đến từ Bình Dương, số 3, ở. Alo. Alo. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở quán cà phê. Tối nay em đi chơi không? Thôi anh, ngày mai em còn phải đi làm. Tối nay đi nhậu không em? Thôi anh. Em đang ở nhà, còn nhiều bài tập lắm. Vậy thôi, em ở nhà đi. Số 4. Sống. Em sống ở Bình Thạnh. Anh ở đâu? Anh sống ở đây, quận 4. Số 5. Có. Anh có nhà ở Sài Gòn không? Không. Anh có đất ở Sài Gòn. Đất 50.000. Hai chậu. Nhà ở Sài Gòn mắc quá. Số 6. Làm. Em làm nghề gì? Em làm đầu bếp. Em làm bánh mỗi ngày. À. Còn anh? Anh làm nghề gì? Anh làm nhân viên văn phòng. Anh không làm bánh, nhưng anh làm cà phê cho sếp mỗi ngày. Số 7. Đi du lịch. Em có thích đi du lịch không? Em thích đi du lịch với bạn bè. Anh cũng thích đi du lịch, nhưng anh thích đi du lịch với gia đình. Số 8. Gặp. Nhìn em quen. Anh và em có gặp nhau chưa? Chưa. Em mới gặp anh lần đầu. Số 9. Giới thiệu. Hưng. Đây là ai vậy? Giới thiệu cho anh đi. Đây là em Liên, là học viên mới tại SVFF. Tên Liên là tên Việt Nam, phải không? Dạ, đúng. Số 10. Đọc sách. Em rất thích đọc sách khi rảnh. Còn anh thì sao? Anh không thích đọc sách. Anh thích coi phim. Practice time. Match these words with appropriate meanings. Comments and answer below. We will check them out. And this is the end of the most common Vietnamese verbs for introducing yourself. And we hope to see you in our next video. Cảm ơn. Chào bạn. Bye bye. Thousands of Vietnamese learners have successfully achieved the goal of learning Vietnamese with SVFF. You can do it too. Join us for a free 30-minute trial here. Did you know that within just 3 months of learning Vietnamese one-on-one with us, we can help you communicate in simple Vietnamese, ready to get started?
Register for a free 30-minute trial here and take the first step towards mastering Vietnamese. Are you coming to Vietnam? Let VietVenture, an innovative creation by SVFF, be your guide to the wonders of this beautiful country. From vibrant city life to serene landscapes, our tours are crafted to offer an immersive experience, led by locals who share your passion for discovery. Start your adventure by scanning the code here on the SVFF channel. Together, let's explore Vietnam in depth and in style.